Mấy bữa hôm nay cả nhà bệnh, rồi hôm nay con bé tới được em Emily bệnh à, em ôm nó tối ngày chắc em lây cho nó hay sao. Giờ bệnh nè, sốt rồi. Giờ gọi điện cho bác sĩ nói là 11 giờ đóng cửa, cho nên giờ gấp gấp chạy đi mọi người ơi. Để em thôi trễ giờ à, giờ cũng 10 rưỡi rồi nha. Đó, để đi học hả? À, đời mang đôi dép màu đỏ vậy. Không được, lạnh nữa con. Ừ, chở anh hai theo nữa. Được không? Ủa sao đi xe đó hả? Nè. Rồi bây giờ cả nhà bắt đầu đi nha mọi người. Giờ mặc cái quần này nó chặt cứ nhắc. Người nhắm mắt nhắm mũi luôn á. À, bạn ơi, hôm nay bạn đi bác sĩ, bạn khám bệnh á bạn ơi. À, ôi, chớp chớp mắt kìa. Người ta bệnh chứ người ta vui vẻ lắm á. Hồi tối 3 giờ. Hồi tối 3 giờ là thức dậy cái em lau mình cho. Em lau mình cho xong cái cho uống thuốc rồi thay thay đồ mỏng mỏng á. Rồi bắt đầu cái bà nhìn mình cái bà cười chành chành chành, cười te tét cái mặt bà kìa. Hả, hôm nay đi bác sĩ khám bệnh á con hả? Hả, đi lấy thuốc uống phải không? Trời ơi, tết nhất gì đâu mà cả nhà rủ nhau bệnh hết trơn vậy, kỳ cục vậy. Ba lạnh á cái giò mẹ ba, không chơi không mở cửa mọi người. Anh mát mà em lạnh lên nội. Ông chơi vậy đó cho tôi bệnh nữa hả gì cha nội này. Nãy giờ trên xe ngủ. Đợi chút, đợi chút. Đợi chút nha. Mặt mày đỏ kè hết trơn à. Không chú thấy em bệnh không? Mặt mày em đỏ hết trơn. Nóng. Nói con hả? Nóng quá hả con hả? Mệt quá không? Mệt á hả? Trời ơi, đã mệt quá trời luôn. Rồi. Chút xíu nữa bác sĩ xong rồi bác sĩ kêu nha. Chút xíu nữa nha. Xong rồi một cô chú ơi, giờ đi về thôi, chỉ nhà canh thôi chứ không có thuốc uống, đi chỉ uống thà là nồi thôi. Trời ơi, xe
lên xe. Mình xuống xe trước, bây giờ mình đi vô trong chợ mình mua, xong ông xã mình sẽ ảnh sẽ ngồi ngoài xe, ảnh đợi ngoài xe, mình sẽ vô chợ. Tỏi, ớt, cà rốt. Ủa bên này nó dời cái quầy này ra đây ha. Cái này nó bán 4 đồng một phát. Còn cái này 5 đồng một phát. Mua bịch này đi, 6 đồng đi, mua bịch này. Cái này mùa này đang cảm, ăn cam, ăn chanh rồi cho nó giải cảm. Quýt nè, quýt bên này nhìn ngon ha. Để coi nó bán nhiêu đây. Một quýt 6 đồng. 6 đồng quýt. Quýt này ngon ạ. Nhìn bịch đi. Rồi, qua tới bên này. Ổi, bên này ổi nè, 6 đồng một phao. Táo, nho, xoài. Xoài nè các bạn, xoài ngọt đó mọi người, 3 đồng 99. Đây là mua củ su này về để hầm ăn, hầm xương rồi ăn. Mua ba trái đi ha, 2 trái 3 trái. Excuse me. Bữa nay nấu nấu cháo, nấu cháo mua nấm này bỏ vô cho nó ngọt. Mua dĩ này đi, 1 đồng 99 một dĩ. Với giá, cái bịch giá, cái bịch giá đi, giá bự bự đi, bịch giá. Với gì nữa ta, giá nãy dặn mình mua gì ta quên tiêu rồi. Bữa nay rau nè, rên kệ nè, ồ hành lá, hành lá dương, green onion 2 món 1 đồng, 2 món 1 đồng. Ok, lấy 3 4 bó đi, 1 2 3 4 bó đây. Rồi, bỏ vô. Bỏ đây. Lát lấy bọc đựng. Nè, lát. Bây giờ mình kéo cho nó nhiều nhiều mình bỏ vô trong xe. Lúc mà gần tính tiền á, đứng bỏ vô. Cái này gấp rồi, không có thời gian. Không có thời gian bỏ đâu. Để đây đi. Lát bỏ. Ok. Đi xuống mua đồ. Làm cháo chanh bữa nay 4 đồng 4 đồng, ủa lộn, 4 trái 1 đồng. Mình sẽ lựa, mình sẽ lựa mấy trái nha. Rồi, rồi bữa nay có tí tô không nha. Đây này, canh giới. Đây là nấu cháo thì sẽ ăn với hành ngò. Cái gì nữa, hành với ngò thôi đúng không. Đây tía tô, đây tía tô, cho một dĩ tía tô đi. Kính thưa quý vị ơi, cho em một dĩ tía tô. Rồi cái gì nữa, la lốt giá cảm, gừng. Ông xã rồi nó dặn kêu mua gừng, gừng hả. Ồ, nấm này bỏ vô ăn ngọt lắm nè. Cái nấm này đi, nấm bỏ vô, một dĩ nấm 3 đồng mấy vậy. Kiếm này cái gì, cải cắn dịch. Bây giờ
em mua cà rốt thêm không? Cà rốt này 99 sen bịch hả? Thôi gãy hết trơn trời. Hư quá rồi, cũ quá rồi. Cái này 99 sen một thao. Mua này đi. Để mình lựa cái này cho nó chắc. Rồi, một bịch xong. Rồi vào đây. Rồi, tiếp. Quẹo qua đây lấy cái gừng. Gừng với nha. Qua đây cái gừng. Này nghệ. Gừng ở đâu ta? Gừng hình như nhớ góc bên đây mà. Đây đây đây, đây. Gừng đây. Bữa nay đi là đi nhân cướp luôn nha. Đây là gừng nhỏ nè. Gừng này cay nè. Nó gừng này đi. Kiếm củ nào nó già già. Đây. Đó, mấy củ này nè, đó, ngon lắm. Chắc hai củ được rồi. Nhiều quá, xài không hết. Thôi còn củ nào già già không? Mấy củ già già mình trồng được luôn mọi người. Đây nè, trời. Củ này nhìn đã nè. Củ này dễ gọt nè. Kiếm củ nào dễ gọt lấy. Đây, đó. Cái củ này dễ gọt ha. Rồi, giờ đi xuống tới cái quầy thịt. Excuse me. Ồ, bên này cá nha. Cá cua. Bữa nay mình không có cần ăn cá. Ây da. Giờ đi thẳng xuống quầy thịt luôn. Mua sườn. Để xe đây. Yeah, lạnh quá. Bây giờ. Ồ, bữa nay không có ta. Bữa nay lưỡi heo 8 đồng mấy. Để kéo xe. Cái này má heo, mũi heo, đuôi heo, sườn, giò heo, ba chỉ. Cái này thịt ba chỉ nè, 6 đồng 59 một thao. Thịt ba chỉ bán mắc quá. Giò heo, giò heo bán 2 đồng 39 một thao. Lên giá nha. Mua gan heo đi. Gan mịn, gan bột. Con này ăn sần nè. Thôi ăn ăn bột đi. Con dĩ gan. Dĩ gan, dĩ sườn. À, cật nè. Cật này phải luộc riêng để cho nó hôi. Cật cái tim ta. Thôi ăn tim đi cho nó thơm. Để cật cái nó hôi rình. 3 đồng 29 thôi. Dĩ này à. Dĩ này mình nóng nè, mới nè. Lấy dĩ này đi. Đó. Rồi. À, giờ trường mua dĩ giờ trường luôn. Còn nóng nó mới vô. Còn nóng hỏi luôn. Cái gì đó ta? À, 3 món nữa ha. Tim, gan, lưỡi heo. Rồi, như được rồi. Rồi, giờ tới bên đây là bò mỡ gì ta, gà. Đây là gà. Ê, sorry, oh my god, bữa nay đi chợ đông quá trời luôn trời. Ta đi chợ đông quá trời luôn. Heo, đùi heo, qua wow, nguyên cái đùi này luôn, bán nhiều trời. 2 đồng 69 một thao, 2 đồng 59 một thao. Con này 2 đồng 39 một thao. Cái này đùi bự nè, chà bá luôn. Nguyên cái đùi chà bá luôn.
Đây này cốc lết nè, sườn. Sườn cốc lết nè mọi người, sườn cốc lết. Cái này sườn không. Nãy em xã mình kêu mua sườn không hết ta. Đây 3 đồng 49, bữa nãy lên ta. Trước có 2 đồng mấy, bữa nay lên 3 đồng mấy luôn chà. Nếu vậy mua sườn cốc lết này ngon hơn. Này phải không? Đây coi, nó có sườn ở đây không? Này cốc lết nè. Nè có sườn nè. Đây à. Cứng quá vậy. Cứng quá. Nè sườn cộng nè, sườn cộng 4 đồng 49. Mì mì. Mua mấy miếng mì về nấu ăn coi. Mì nó mới cao ta. Lâm anh gì à, mua dục lia dục lịa một xe là một người theo. Giờ đi ra. Mình không biết cha con đâu đâu ta. Ôi về nha. Rồi. Về mới lau mình cho con. Rồi. Thôi nó về mới lau mình cho con nha. Rồi. Về tới nhà cô chú ơi. Đi vô. Lên lầu coi. Đi lên. Tránh. Ây da, đó, bé nằm xuống. Em bé bú sữa xong rồi giờ em bé không chịu ngủ cho anh hay. Gãy lưng đi con, nằm dỗ em đi con. Em muốn sữa rồi. Hả? Mít nhiều quá vậy, giỏi quá vậy. Tơ đi luôn hả? Quá trời giỏi. Vỗ em nha, vỗ cái chân em. Đó, em khóc rồi đó. Giờ đói quá làm đỡ tô mì trước rồi mọi người, lát chồng mình về mình nấu cháo ăn sao. Rồi, cho em lên xe đi. Chứ giờ em ngồi ở dưới giường là em la quá trời. Cái miếng này nó xúc rồi. Dạ. Gì con? How robot hả? Ừ. Đó. Lên xe ngủ nha con. Ăn miếng lấy sức rồi, sáng giờ tới 2 giờ. Dạ. Dạ khuôn đâu? Không uống. Em vừa mới ăn xong rồi mùi. Phê sắp ngủ. Bú bụng sữa to này. Bà không muốn ngủ là bà nhìn vô một cái chỗ nào đó một lúc lâu, nhất là mấy chỗ mà phát ra tiếng động là bắt đầu bà ngủ. Ngủ rồi. Mát này. Này hai cái giò là để lạnh. Ủa vậy rồi. Cái đầu hầm. Mát cũng ok, không được, không sao hết con ha, không sao con ha, mát rồi ha. Ban ngày thì ok, ban đêm thì nhiệt độ nó hay lên thêm. Ban đêm nhiệt độ nó hay lên cao hơn ban ngày. Ngày ổn hơn. Chê. Cái đầu nóng quá. Đợi chút xíu ba về. Cái ba. Nè, chắc con cầm nè. Nè. Nè khui nè. Cái này là orange juice nha mùi. Cái này. Nè. Ôi.
mệt trong người á, cho nên quạo. Giờ bú vừa ngự ngự ngự. Con khỏe thì không sao, mà con bệnh là thấy sốc ruột. Ờ, mẹ biết mà, con mệt mà. Ờ, thôi 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 bú đi. Ờ, mệt quá mà mẹ ơi. Ờ, nghẹt mũi rồi nóng nữa hả con. Ờ, mẹ cũng biết mà, mẹ cũng bị bệnh mà. Ờ, hai mẹ con bệnh giống nhau mà. Ờ, ok ok. Ờ, coi bả nè. Ừ, thôi nín nín nín. Ok. Trời ơi, nó đưa cái tay vô miệng nó cắn. Cái núm vú còn đâu. Lấy cái núm vú đưa cho em. Lấy cái núm vú. Cái núm vú trên xe kìa. Đó, nó nghĩ đang mở, mở ra. Bật cái đó lên. Đây. Chuyện gái của bà. Ừ, mặt bơ phờ luôn, ừ, mặt mệt luôn rồi. Bác sĩ nói ngày mai còn hành nữa đó. Nói mà bữa nay với ngày mai hành. Dừ dừ. Á chú. Che em hò, che em hò. Ừ. Mày gài giống áo con nha. Đây, vô cái áo à. One, two, three. One, two, three. Wee, wee. One, two, you. Ừ. Đó. Ừ, muốn cạp á. Nè, cạp đi. Thử cạp tay cho mẹ. Đó, nhây. Hai mẹ con bệnh mặt bơ phở trời. Đông dữ lắm hả? Bữa nay lễ, bữa nay thứ sáu á. Cái bắt đầu người ta nghỉ, cái bắt đầu ngày mai. Mai bắt đầu người ta nghỉ rồi. Mai là thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Bắt đầu nguyên một tuần đó là lễ rồi. See đi. Dán lại trứng cái mà bữa anh chê dơ đó. Đừng cho anh dơ đúng. Đừng có tháo ra để nguyên gì đi con. Để nguyên để gì. Ờ, tháo ra như cất mũi vậy. Chơi bữa đó. Bữa đó nó chơi chút xíu mà anh đem dục bỏ đó. Ừ. Cái trứng đâu đưa cho mẹ con cái trứng à. Ừ, đừng có gỡ ra nha, gỡ ra nó dơ lắm, yêu. Giống như cất mũi gì, dìu. Nó gọi là cái gì đó, gì nham thạch hay gì đó. Ờ, cái đó nó vậy nó làm việc kho lại. Ờ. Nó cho sạc nước chơi nữa. Mấy đứa nó chơi nham thạch gì đó, đó. 7 đồng à, 8 đồng, gần 8 đồng, con này. Đang sale mà. Nè em bệnh nè cô chú. Hôm nay em bệnh nè, em nhõng nhẽo. Em đòi ẩm trên tay không à. Mẹ cũng bệnh chứ mẹ đâu có khỏe đâu. À. Bây giờ phải để em lên cái gối. Cái giờ bộ lắc lư cái lát cái để xuống. Cái ẩm trên tay mình rút cái tay ra là nó biết liền. Giờ nó đang mệt á. Nó muốn đeo em á. Tội nghiệp. Đeo. Giờ đang sốt mà. Đang sốt mà không dám chùm. Chừa cái dưng ra nè. Nhưng mà cái túi ngủ này nó không có túi ngủ này em ngủ không có ngon. Em cứ giật mình hoài. Cho nên em phải lấy cái túi này em đặt lên trên. Tại vì hai bên nè. Đây là cái này cát nè. Bên đây cũng là cát, bên đây là cát. Nó làm cho nặng á. Xong rồi em ngủ em không có bị giật mình. Đó, nè, mọi người thấy cái tay còn que que không? Nhưng mà do là
sợ sốt quá cho nên không dám chùm hết. Rồi, thôi ngủ đi. Ô, mẹ biết con mệt mà, thôi ngủ đi, không có gây nữa. Con càng gây con càng mệt biết không, ngủ đi, dở.